Sự lỏng lẻo những kẽ hở trong quy trình thi cấp giấy phép lái xe kéo dài nhiều năm qua cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, các vụ xe điên xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí là nhiều vụ việc dù chưa gây ra hậu quả nào nghiêm trọng, xong cũng khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi, không hiểu là các tài xế này có thể thi độ sát hạch lái xe Vâng và chỉ vài ngày sau khi một tài xế bị phạt vì dừng xe giữa cao tốc nội bài Lào Cai để cùng với cả gia đình trải bà sang ngồi ăn uống thì ngày hôm nay trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thêm một đoạn clip mới. Đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình dừng xe trải thảm ăn uống trên chính tuyến cao tốc này. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra trên cao tốc nội bài Lào Cai Nhóm người này đi xe Mazda 3 màu trắng đã đậu xe ở vạch phân cách ở giữa rồi ngồi ngay bên cạnh để ăn uống. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã bức xúc cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận sau nhiều vụ việc xảy ra và nhiều hình phạt được báo chí nhắc mà vẫn cứ tái phạm. Trước đó vào ngày 6 tháng 2, tức ngày 2 Tết, một gia đình 4 người đi chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 36A 09048 hiệu Mitsubishi rồi dừng xe lại ở làn rừng khẩn cấp trên đường cao tốc nội bài Lào Cai và thản nhiên trải thảm bày đồ ăn ngồi mở tiệc trước đầu xe ô tô. Không những thế, gia đình này còn livestream khoe cảnh ăn uống vui vẻ trên Facebook và khiến cho nhiều người bức xúc. Sau khi bị dư luận phản ánh thì tài xế này đã lên mạng xin lỗi. Người này sau đó đã bị phạt hành chính 5,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.